Em chào các bác nhé. Hôm nay trước khi giao hàng cho khách thì em quay nhanh hai cái dòng máy 40V và 18V để các bác thấy cái sự khác biệt rất là rõ rệt giữa hai dòng này. Bên tay trái em, đây là dòng máy 40V và là dòng mới nhất của Makita hiện tại. Và đây là dòng 18V. Dòng này thì trước giờ anh em đã dùng rất là nhiều. Đây là dòng phổ thông nhất của Makita. Nó có nhiều các máy dùng chung pin sạc nhất trên thế giới hiện tại luôn. Đó, còn dòng 40V này thì nó mới ra, thế nên là cái hệ 40V này hiện tại là chỉ có Makita sản xuất thôi. Như các bác thấy thì máy 40V có kích thước máy cho đến kích thước pin, kích thước sạc lớn hơn khá là nhiều so với máy 18V. Vì dòng này nó sẽ cho cái hiệu năng tốt hơn. Trên tay em đây là một quả pin 2.0 AH 40V. Thì như các bác thấy, với cái kích thước này thì nó sẽ tương đương với một quả pin 3A và thậm chí là 4A, 5A, 6A. Pin 3A, 4A, 5A, 6A thì kích thước nó sẽ đều bằng nhau các bác nhé. Kích thước là bằng nhau. Đấy, thì như các bác thấy là quả 2A của 40V thì kích thước nó đã bằng quả 3A này, 4A, 5A, 6A của 18V rồi. Đó. Và đây là cái thân máy. Đấy, thân máy thì mình cầm trên tay nó cũng khá là gọn nhẹ thôi. Vì thực ra những cái dòng này thì họ làm gần như chỉ là cải tiến của cái dòng 18V. Đó, nó sử dụng pin 40V thôi. Chứ còn bản chất thì cái máy nó cũng giống như dòng 18V. Nó sẽ nâng cấp hơn thôi. Và nó cũng rất là gọn nhẹ. Chỉ có cái pin thì là nặng. Đấy, cái pin thì là to thật. Còn đây là một dòng máy 18V. Dòng 487 này hiện tại là cái dòng nhỏ, gọn nhẹ và sức mạnh khá là tốt của Makita. Dòng này thì em bán rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Các bác thích dùng lắm. Vì nó nhỏ, gọn nhẹ, sức mạnh của nó tốt. Đấy, đầu cặp Autolock và tất cả những dòng máy em bán bây giờ hiện tại đều là không chủi than hết. Đây là motor. Thì các bác dùng nó sẽ vừa khỏe, nhẹ nhàng, bền máy. Đó. Thì đây là em tranh thủ quay nhanh hai cái bộ máy trước khi ra cho khách để các bác thấy rõ là cái sự khác nhau chủ yếu thì nó sẽ xuất hiện ở pin và bộ sạc thôi. Còn về kích thước máy thì các bác yên tâm là máy 40V nó cũng không hề to như các bác nghĩ đâu. Đó. Đây, cái bộ sạc thì như các bác thấy này, nó rất là lớn. Bộ sạc này cực kỳ là lớn luôn. Và cả hai bộ sạc này đều là sạc nhanh hết các bác nhé. Đó. Thì em có đầy đủ các dòng máy Makita từ 40V cho đến 18V chính hãng hoặc là sách tay. Thì các bác có nhu cầu thì lấy máy liên hệ giúp em, số điện thoại là 0847 886 000. Em cảm ơn các bác đã đón xem video của em ạ.